Cuộc sống hiện đại làm chúng ta dễ bị căng thẳng, bị stress. Trong yoga, thế thư giãn Savasana có tên gọi khác là thế sát chết. Nghĩa là trong thư giãn, ta buông bỏ mọi thứ. Tác dụng của tư thế này là làm dịu các cơ bắp, thần kinh và các bộ phận khác trong cơ thể, phục hồi năng lượng, giúp tâm trí thư giãn sâu và giảm căng thẳng, giúp giải tỏa lo lắng, giảm đau đầu, tạo cảm giác yên bình, có tác dụng rất tốt cho người bị mất ngủ, cân bằng huyết áp, thần kinh suy nhược, bệnh tim và dạ dày. Theo yoga, stress có 3 cấp độ, thể chất, tinh thần và tâm linh, nên thư giãn trọn vẹn phải là đủ ở 3 cấp độ này. Thư giãn về thể chất tức là chúng ta chú tâm đến từng bộ phận trong cơ thể và ra lệnh cho chúng thư giãn. Thư giãn về tinh thần là buông những suy nghĩ làm bận tâm ta, làm cho ta không thư giãn được. Và cuối cùng là thư giãn về tâm linh, quay trở về với bản thể của mình, không đồng hóa mình với cơ thể này, tâm trí này, mình là ai và đang làm gì. Bây giờ chúng ta nằm ngửa, chân duỗi thẳng, tay và chân tách khoảng 45 độ, nhắm mắt, để sức nặng toàn thân phân phối đều trên thảm. Thả lỏng bờ vai, lưng. Hãy cho phép thân và tâm ta thư giãn. Đưa sự chú tâm đến các ngón chân. Tôi thư giãn đôi bàn chân của tôi, các ngón chân, bắp chân, gối, đùi. Chân tôi đã hoàn toàn thư giãn. Tôi thư giãn mông tôi, thư giãn mông tôi. Mông tôi đã hoàn toàn thư giãn. Tôi thư giãn thắt lưng, giữa lưng, phần trên lưng. Tôi đang thư giãn lưng tôi. Lưng tôi đã hoàn toàn thư giãn. Tôi thư giãn cơ bụng, cơ ngực. Thư giãn cơ bụng, cơ ngực. Cơ bụng và cơ ngực tôi đã hoàn toàn thư giãn. Tôi thư giãn các cơ quan nội tạng của tôi. Tim, phổi, thận, lá lách, tất cả các bộ phận nội tạng của tôi đã được thư giãn. Tôi thư giãn các ngón tay, bàn tay, cánh tay tôi. Thư giãn ngón tay, bàn tay, cánh tay tôi. Ngón tay, bàn tay, cánh tay tôi đã hoàn toàn thư giãn. Tôi thư giãn vai, cổ. Thư giãn vai, cổ. Vai và cổ tôi đã hoàn toàn thư giãn. Tôi thư giãn các cơ trên mặt. Thư giãn các cơ trên mặt. Các cơ trên mặt tôi đã hoàn toàn thư giãn. Thư giãn mắt, chân mày, răng lưỡi. Mắt, chân mày, răng lưỡi tôi đã hoàn toàn thư giãn. Tôi thư giãn tâm trí tôi. Thư giãn bộ não tôi. Não và tâm trí tôi đã hoàn toàn thư giãn.
Tôi thư giãn hơi thở tôi. Thư giãn hơi thở tôi. Hơi thở tôi đã hoàn toàn thư giãn. Cơ thể, tâm trí và hơi thở tôi đã hoàn toàn thư giãn. Thank you.
Nhìn lên trên góc phải góc mắt, nhìn xuống góc trái theo đường xéo, hít lên góc phải góc mắt, thở xuống góc trái góc mắt.
lên góc phải góc mắt, xuống góc trái, lên góc